Rồi bây giờ thầy cho thầy hỏi, con đổi thằng này ra, đổi thằng này ra ra phân số được gì? Được 31/10. Rồi, 31/10. Chia vẫn là chia mở ngoặc vuông. 4 vẫn là nhân với âm 3 bình phương là thành 9. Trừ đi 2 mũ 3 mấy con? 8/5. Có nghĩa là nhân 5/8 ấy, đúng không? Rồi. Bằng 31/10. Chia mở ngoặc này. 36 trừ đi mấy đây? Trừ đi 5. Rồi. Bằng 31/10. Chia 31. Và bằng bao nhiêu đây? Rồi, ê, thế sao lại con lại ra cái đáp số nó loằng ngoằng đấy hả? Cẩn thận đấy nha. Phương Anh à? Ghét thằng nào với thằng nào? Con thưa thầy là con ghét 36 cộng với 164 ạ. Rồi, hai thằng này với nhau. Nó ghép ba cái còn lại với nhau ạ. Thôi được rồi, ghép hai thằng này với nhau thôi, chỉ cho nó gọn. Hai thằng này ghép với nhau này. Rồi bằng bao nhiêu con? 125 + 75 + 200 ạ. Rồi cái này bằng bao nhiêu đây? Cái này bằng bao nhiêu? Bằng âm 200. Rồi thằng này? Cộng với 200 ạ. Rồi thằng này? Cộng với âm 25 là bằng âm 25 ạ. Hai này ghép nhau bằng mấy đây? Là bằng 0 ạ. Rồi. Bằng âm 25 đấy. Rồi, cô chụp ảnh chúng ta để chúng ta làm bài mới. Tùng Sơn cho thầy hỏi nào. Sơn đâu? Rồi. Bây giờ nhá, thầy đặt là bây giờ thầy đặt cái thằng sau này, cái trong ngoặc này là S. Bây giờ mình rút gọn S trước thì có ta được gì nào? Muốn rút gọn S thì con làm nào con? Rồi, nhân 2 ra được gì nào? 2 nhân S được gì nào? Là sẽ bằng 2 cộng 22 cộng 23 cộng vân vân đến 2100. Rồi. Thế là ta tính 2 nhân S trừ S. Bằng bao nhiêu đây? Bằng 2. Giống nhau này. Giống nhau này. Đúng không? Rồi. Thì vậy bằng bao nhiêu đây? Và sẽ bằng trên dưới này hai thằng giống nhau thì trừ nhau hết đúng không? 5 trừ 1. Rồi. Hay S bằng mấy? 2. Vẫn suy ra S bằng 2 nhưng 100 trừ 1. Rồi. Suy ra C bằng bao nhiêu? Bây giờ phải suy ra C sẽ bằng 2100 trừ đi S. Trừ 2100 trừ 1. Bằng mấy con? Hai số này là hai số tự nhiên liên tiếp thì nó bằng mấy? Bằng 1. Rồi. Đấy. Mai Thảo rút gọn thầy nào. Bây giờ rút gọn cho thầy cái thằng lằng ngoằng bên ngoài đã. Dạ thưa thầy là hai thằng này để nguyên. Rút gọn thầy thằng này bằng bao nhiêu?
Dạ thưa thầy, nó sẽ bằng 1 nhân cho 1 với 1 ạ. Là mùng mấy? Cái cụm này bằng bao nhiêu? Thằng này mùng 1 đúng không? Dạ. Thằng này mùng mấy đây? Dạ mùng 1 ạ. Vậy tích là bằng bao nhiêu? Dạ mùng 1 ạ. Vậy nó là 3 mũ x trừ 1 trừ đi 2 nhân 3 mũ x trừ 3 cộng 1 thì bằng mấy đây? Em bằng 64. 1 nhân 1 bằng 64. Bớt hai vế đi 1 thì còn bao nhiêu? Dạ thưa thầy, sẽ bằng 3x. Dạ sẽ bằng 63. Rồi, đến đây gọn chưa? Rồi, gọn rồi. Bây giờ tư duy đi. Đây là tổng đúng không? À, đây là hiệu chứ nhỉ? Số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai nói chung nhau gì hả Thảo? Ba mũ x. Thầy là nó chung nhau 3x à? Không phải. Thằng này nó có 3 mũ x trừ 3 thôi. Thằng này có 3 mũ x trừ 1 là nhiều hơn đúng không? Yeah. Vậy thằng nào mũ thằng nào mũ to hơn nào? Thằng nào mũ to hơn? Dạ 3 mũ x trừ 1 ạ. To hơn thằng x trừ 1 to hơn x trừ 3 mấy đơn vị? Dạ 2 đơn vị ạ. Thì đặt đây ok, vậy đặt thằng này ra ngoài. Thì được cái gì? Rồi. 3 mũ x trừ 1 mà đặt 3 mũ x trừ 3 ra ngoài thì trong ngoài còn gì? Em 3 mũ 2 trừ 2 ạ. Rồi. Đấy, hiểu chưa? Dạ thưa thầy, ở trong ngoặc còn 7 ạ. 3 mũ x trừ 3 nhân 7 thì bằng 63. Chia 7 thì bằng bao nhiêu? Dạ thưa thầy, sẽ bằng 9 ạ. Rồi, 9 bằng 3 mũ mấy? Dạ, 9 bằng 3 mũ 2 ạ. Vậy x trừ 3 bằng mấy? Dạ, x trừ 3 bằng 2 ạ. Cùng cơ số là 3 rồi, đúng không? Đúng không? Vậy số mũ là phải bằng nhau. Vậy x bằng mấy đây? Dạ, x bằng 5 ạ. Rồi, đáp số. Đấy. Rồi, cô chụp ảnh chúng ta thì chúng ta làm bài mới. Theo con thì tích hai số nào bằng 1024? Ừ. Thôi bây giờ bây giờ thầy hỏi nhá, 1024 thì phân tích thành thành thừa số nguyên tố thì bằng bằng cái gì? Đúng rồi. Rồi. Thế thì thầy hỏi tiếp theo này. Đây, ta có này 1024 thì bằng 2 mũ 10. Số này là số gì con? 2x trừ 1 là số gì? Lẻ đúng không? Là ước của mấy? Là ước của người cho tôi. Đúng chưa? Ừ. Thế 1024 thì là có những ước lẻ nào? Nó cái 2x trừ 1 này nó phải là ước 1024 đúng không? Ừ. Thế vậy thằng này nó là 2 mũ 10. Thế vậy nó chỉ có ước lẻ là bao nhiêu? Là... Có những ước lẻ nào? Ừ. Là...
Một nữa được không? Được. Gì nữa? Âm một có được không? Được. Còn không? Có con không? Không. Ừ. Được rồi. Nó chỉ vậy, nó chỉ có ước lẻ là hai số này thôi. Vậy trường hợp 1 là gì? Là 2x-1 bằng 1. Và y cộng 1 bằng bao nhiêu đây? 1 âm 1. Đâu. Một số bằng 1 thì số kia phải là 1024 chứ. Cái này nó bằng là 1 × 1024 mà con. Và bằng âm 1 nhân với âm 1024, hiểu chưa? Yeah. Vậy trường hợp 2 là gì con? Là 2x-1 là bằng 1024. Không phải. Đây này. 2x-1 nó không thể là số chẵn được. Đây, nó bằng âm 1 đây. Thì y cộng 1 bằng mấy con? Bằng 1024. Nếu thằng trên là âm thì thằng còn lại là bao nhiêu? Là âm. Âm 1024 đúng không? Rồi. Cả lớp giải cho thầy xem trường hợp 1 ra x bằng mấy, y bằng mấy, trường hợp 2. Khẩn trương nào. Hải Nam làm cho thầy câu trường hợp 1 nào. Hải Nam, 2x-1 bằng 1. Lúc nãy thầy có cái tin nhắn bài này của em mà lúc nãy em bị ao ra, em sợ nó bị mất. Hải Nam rồi. Hải Nam mở mic con. Với Phương Linh nào, Phương Linh giải cho thầy trường hợp 1 nào. 2x-1 bằng 1 thì x bằng mấy con? X bằng... Không, 2x bằng mấy đã? Chuyển, x bằng 2. Chuyển 1 sang đây thành 2 đúng không? Vậy x bằng mấy đây? X bằng 1. Rồi, còn thằng này y bằng mấy? 1024 trừ 1 bằng. Phương Linh tiếp nào, trường hợp 2 bằng mấy nào? 2 x bằng 0. Vậy x bằng mấy đây? X bằng 0. Thế còn y? Bằng mấy con? Bằng âm 1025. Vậy đáp số như nào? Nó hỏi cặp xy thì mình trả lời cặp xy thuộc cái gì nào? Vâng, xy thuộc 1 và 1023. Cặp thứ hai. Cặp thứ hai là 0 và âm 1025. Rồi, ngăn cách bởi dấu chấm phẩy nhá. Rồi. Đấy, trả lời nó đúng đáp số thì mọi người mới được điểm đấy. Tại sao lại phải nhân 25 thì vì là mẫu số về 5 mũ 10 với 5 mũ 12 lệch nhau bao nhiêu đây? Lệch nhau 25 đúng không? Rồi. Ta có này. Đây này, hai thằng này lệch nhau là 25 đúng không? Vậy nhân 25m. 25m bằng bao nhiêu đây? 25 nhân với 5 mũ 10. Nhân 25 vào thì thành là gì đây? 5 mũ bao nhiêu đây? 5 mũ 2.
Rồi. Và bằng là 5 mũ 12 cộng với 25 trên 5 mũ 12 cộng 1. Cái này rõ ràng lớn hơn 1 đúng không? Vì sao biết lớn 1 không phải cả kế vương? Tại sao cái phân số kia lại lớn hơn 1? Em là vì tử số lớn hơn mẫu số rồi. Rồi đúng rồi. Lại có tiếp. 25n bằng gì kế vương? Em được thầy là 25n sẽ bằng là 5 ở mũ 10. 5 mũ 18 trừ 1 cộng 25 ạ. Rồi, 5 mũ trên 5 mũ 20 cộng 1 ạ. Bao nhiêu đây? Bằng 25 nhân 5 mũ 20 nhân 25 ạ. Trên 5 mũ 20 cộng 1 ạ. Cái này nhỏ hơn 1 vì sao biết đâu? Là từ số nhỏ hơn mẫu số ạ. Vậy suy ra là gì? Suy ra là lớn hơn m ạ. 25m lớn hơn 25n chứ. Đúng chưa? Rồi, rồi bớt đi 25 đi, chia 2 về cho 25 đi. Vậy suy ra m lớn hơn gì đây? Đấy. Nguyễn Trường nào nói chưa? Dạ rồi. Nói nào. Dạ là B thì 25B là bằng 25 nhân cho 5 mũ 18 cộng 1. 25B bằng 5 mũ 20 cộng cho 25 trên 5 mũ 20 cộng 1. 25B là bằng 5 mũ 20 cộng 1 cộng cho 24 trên 5 mũ 20 cộng 1. Rồi. Và tất cả thành B bằng 1 cộng cho 24 trên 5 mũ 20 cộng 1. Bằng 1 là chỗ mà 5 mũ 12 cộng với 25 là chỗ tất 25 đó là thành 1 cộng với 24 là bằng 1 cộng với 24 trên 5 mũ 12 cộng 1. Và em thấy là 24 trên 5 mũ 12 cộng 1 lớn hơn 24 trên 5 mũ 20 cộng 1. Suy ra là 25m lớn hơn 25b. Suy ra m lớn hơn b. Bằng 1 cộng với gì đây? 24 trên gì đây? Như này đúng con? Rõ ràng là thằng này, thằng nào lớn hơn nào? Thằng này lớn hơn đúng không? Thằng này lớn hơn đúng không? Dạ, trên 1, 5 mũ 12 cộng 1 à? Rồi suy ra là gì đây? À 20. Vậy suy ra là 25m lớn hơn 25p đúng không? Hay suy ra là m lớn hơn p đúng không? Rồi, ok, chúng ta ghi bài đi. Ở đây là nó cùng mà tử số là 24 đấy. Mẫu số nhỏ hơn thì phân số lớn hơn. Thế rồi bây giờ thầy nhắc lại một chút về lý thuyết nhá. Giang Linh cho thầy hỏi. Một số có một chữ số nếu nó như thế nào? Có một chữ số
thì tương đương với A nó lớn hơn mấy? A nó phải nhỏ hơn 10 mũ 1 và lớn hơn mấy đây? 10 mũ mấy? 1 chữ số có nghĩa là gì? Nó chạy từ mấy đây? À đây. Được không? Thôi rồi. A nó nhỏ hơn 10 mũ 1 đúng không? Gia Linh đâu? À Nguyên Trường nào? A có 2 chữ số. A bé. A bé hơn mấy? 100 đúng không? Dạ. 100 là 10 mũ mấy? 12. Lớn bằng mấy đây? Dạ lớn bằng 10 mũ 1. 10 mũ 1 đúng không? A có 3 chữ số thì sao? Dạ A có 3 chữ số thì đó là 10 mũ 2 bé hơn hoặc bằng A. Từ 100 trở đi đúng không? 10 mũ 2 là 100. Nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 1.000. 10.000 chính là 10 mũ 3 đúng không? Vậy chấm 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 tổng quát là gì đây? Tổng quát là A có N chữ số thì dẫn đến là 10 mũ N trừ 1 bé hơn hoặc bằng A bé hơn 10 mũ N. Rồi. Đấy, các con ghi đi. Đây đây là lý thuyết đấy. Vậy là một số có n chữ số nếu như nó phải kẹp giữa là 10 mũ n trừ 1 và 10 mũ n. Rồi bây giờ nhá. Trở lại bài toán. Gọi hai mũ 2024 có n chữ số và 5 mũ 2024 có m chữ số. Thì theo cái lý thuyết chúng ta đã biết thì sẽ có thì có điều gì? Ta có điều gì nào? Thái Hòa nào? Theo cái lý thuyết chúng ta vừa học thì ta có cái gì? Thưa thầy là ta có là 2 mũ 2024 nhân với 2 mũ 5 mũ 2024 là bằng 10 mũ 2024 này. Không, nó phải như nào chứ con? Sẽ lớn hơn A. Cái thằng này có m có n chữ số thì nó phải nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn n chữ. Nhỏ hơn 10 mũ mấy và lớn hơn 10 mũ mấy? Nhỏ hơn 10 cũng là 1 và lớn hơn 10. Như vậy thì đúng không? Ừ. Kế vương nào? 5 mũ 2 hơn 24 thì như sao? 5 mũ 2 hơn 24. Gia Linh nào, 5 mũ 2024 thì nó kẹp giữa số nào? Kẹp giữa số 10 mũ m trừ 1 và 10 mũ m. Rồi. Nhân với nhau đi xem nào, xem nó có gì nào. Nhân lại ta được. Rồi, bây giờ thầy hướng dẫn này. Cho chúng ta mấy phút để chúng ta làm nào. Nhân hai thằng này lại đấy, xem chúng ta có làm được không? Cho khoảng 5 khoảng 3 4 phút nữa. Nhân vào.
Hồng Giang có ý tưởng gì mới chưa? Nhân vào gì được? Bây giờ trước khi nhân thì thầy hỏi Hồng Giang nào. Trước khi nhân nhá thì thầy hỏi Hồng Giang nào. Chỗ này có dấu bằng thầy ra được không? Ồ, 10 mũ thì làm sao bằng 2 mũ được? Hiểu vấn đề không nhỉ? Chỗ này có dấu bằng không? Không có, chỗ bên dưới cũng thế, 10 mũ với cả 5 mũ. Một thằng tận cùng là 0, một thằng tận cùng là 5 thì làm sao mà bằng nhau được? Hiểu nhỉ? Thằng trên thế, một thằng tận cùng là 0, một thằng tận cùng là 2, 4, 6, 8 cơ mà. Thì vậy là dấu bằng không phải ra. Do 10 mũ n trừ 1 khác 2 mũ 2024 và 10 mũ m trừ 1 cũng khác 5 mũ 2024 nên nó nhỏ hơn hẳn nhé, có nghĩa là 10 mũ n trừ 1 nhỏ hơn hẳn 2 mũ 2024, nhỏ hơn 10 mũ n và 5 mũ 2024 Hồng Giang là con nhân vào thì được gì nào? Nhân vào thế nào? Gia Linh nào, nhân vào thì được gì nào? Nhân vào thì được 10 mũ m cộng n trừ 2 để thua 10 mũ 2024 Để thua 10 mũ 1 cộng n. Nhanh thế. Như này gì đúng không? Nhập vào nhau thì được gì nào? Xong rồi tôi suy ra được gì hả Gia Linh? Dạ, suy ra được m cộng n bằng 2025. Đâu, nhỏ hơn 2024 nhỉ? Nhỏ hơn m cộng n đúng không? Vậy m cộng n vẫn bắt buộc phải bằng bao nhiêu? 2025. Vậy là khi ghép lại thì có bao nhiêu số? Hà Kế Vương. Một thằng có m số, một thằng có n số thì ghép lại có bao nhiêu số? Ok ạ. Nguyên Trường nào, một. Dạ phải. Bây giờ nhá. 2024 thì có m có n chữ số, 5 mũ 2024 lại có n chữ số. Thế thì chú ghép lại thì có bao nhiêu chữ số? Dạ m cộng n. Thế vậy đấy, vậy đáp số là bao nhiêu? Dạ 2025. Đáp số là khi ghép lại sẽ có 2025 chữ số đúng không? Dạ. Hiểu chưa?